Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của WIPA. Hôm nay, WIPA sẽ giới thiệu cho các chủ doanh nghiệp quy mô xưởng sản xuất nước đóng bình đóng chai cỡ vừa với khoảng chi phí đầu tư dưới 500 triệu sẽ bao gồm những gì nhé? Thì để có một cái nguồn nước, một cái sản phẩm Hawali, thì đây là một cái dây chuyền hệ thống lọc nước RO của WIPA được tư vấn và triển khai lắp đặt dựa trên tính chất nguồn nước đầu vào đã xét nghiệm. Và em Chiến đã gửi mẫu nước vào trong công ty, và em Chiến cũng đã vào trong công ty để tìm hiểu dây chuyền, tìm hiểu công ty, tìm hiểu cái quy trình xử lý nước như thế nào để đảm bảo được cái chất lượng nước đầu ra vừa đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, vừa uống và được khách hàng tin dùng. Và bà con cũng thấy ở đây là một hệ thống rất là đồ sộ và rất là nhiều quy trình trong một cái hệ thống xử lý nước. Xin giới thiệu với cô chú, con tên là Nguyễn Hoài, là phó giám đốc công ty công nghệ môi trường WIPA, là đơn vị chuyên về xử lý nước. Công ty thành lập được 13 năm và kinh nghiệm thì cũng có gần 20 năm về trong ngành xử lý nước. Thì xin mời các cô chú là mình xem nước giếng đầu vào. Thì nguồn nước giếng ở đây á, là nước giếng khoan với độ sâu khoảng 130m, lấy ở tầng nước tốt, tầng nước ít ô nhiễm, và đã được thăm dò và triển khai khoan nước giếng lên. Thì nước giếng trước khi vào trong bồn chứa đầu tiên thì nước sẽ được qua cái hệ lọc cặn tạp chất để loại bỏ những cái cặn lơ lửng tạp chất mà trước khi chảy vào trong bồn chứa và hệ thống. Thì đây là hệ lọc tiền xử lý. Nước ở tiền xử lý thì chảy vào bồn chứa đầu vào. Đây là bồn chứa đầu vào chưa xử lý. Nước tại bồn chứa này sẽ được bơm lọc, hút nước từ đây. Bơm lọc, bơm này sẽ đẩy qua các thiết bị lọc chính. Đây là chứa các nguyên liệu trong bình lọc trong hệ thống này, gọi là hệ thống lọc đa năng. Thì chứa các nguyên liệu xử lý các yếu tố như phèn, độ cứng, vôi, pH, H2S, những cái mùi hôi, mùi tanh và khử độc tố. Thì đây là cái hệ thống là lọc thô đa năng. Trong này chứa tất cả các nguyên liệu cần thiết liên quan tính chất nguồn nước ô nhiễm mà chúng ta đã xét nghiệm, đã thẩm định. Sử dụng những cái nguyên liệu phù hợp với nguồn nước đó, với tính chất nước mà 130m lên. Thì đây là hệ thống lọc thô đa năng. Hệ thống lọc thô đa năng này thì có kiểm soát áp lực và có xúc rửa bình lọc tự động để tiết kiệm thời gian và rửa được sạch hơn, và nó tự động hoạt động, đã được cài đặt lập trình sẵn và chúng ta không cần phải can thiệp bằng tay, và định giờ tới thời điểm là hệ thống tự xúc rửa, cho nên nó rất là hiện đại và mình không cần phải can thiệp chỗ đây. Chỗ đây chỉ cần theo dõi thôi. Và ở đây là sử dụng bằng điện. Điện đây là điện DC, tiết kiệm điện chứ không tốn điện, không có tốn nhiều điện. Bình lọc đầu tiên là xử lý phèn đa năng, pH kiểm tra xử lý ở đây. Bình lọc số 2 là xử lý mùi và thay hoạt tính, khử kháng khuẩn và khử độc tố ở đây. Bình lọc số 3 là xử lý độ cứng làm mềm nước để giúp cho nước được mềm hơn và xử lý được vôi. Ở đây là các thiết bị van xúc rửa tự động màu đen. Ở đây là thiết bị đồng hồ giám sát áp lực của từng thiết bị này. Thí dụ như là nếu mà bình lọc này chưa xúc rửa kỹ thì áp tăng lên mình sẽ biết nó nghẹt. Đó. Cho nên đây là mình sẽ theo dõi được cái việc mà chức năng của bình lọc này nó có xúc rửa định kỳ hay không. Và thiết bị này là bằng inox. Đó. Bằng cái thiết bị inox. Thì đây qua bình lọc số 1, nước sẽ đi qua bình lọc số 1. Qua cái đây là nước cấp cho hệ thống lọc thô, sau đó qua bình lọc số 2, qua bình lọc số 3, và hệ thống điện đã được đi vào trong đường ống rất là sạch sẽ, và cái đường ống nó cao hơn, nó sẽ sạch sẽ và nó an toàn hơn, nó hạn chế bị giật, nó hạn chế bị nước vào, thì nó mình có thể vệ sinh sạch sẽ được cái nền này. Thì đây là cái phương án triển khai, nó khá là sạch sẽ và an toàn. Rồi sau khi qua ba bình lọc này thì sẽ đi qua cái thiết bị lọc cặn sơ cấp. Thì thiết bị này á, là nó sẽ lọc cặn tạp chất sau khi mà nước đã đi qua ba bình lọc này. Thì ở đây mình đã có hai cái thiết bị lọc cặn tạp chất rồi. Hồi nãy đằng kia có một cái lọc cặn tạp chất sơ là tiền xử lý. Ở đây là sơ cấp. Thì nó giúp cho tăng cường bảo vệ hệ thống màng lọc RO và làm cho nước của mình an toàn hơn, sạch sẽ hơn. Đây là bình lọc, bình chứa dung dịch tái sinh nhập khẩu từ nước ngoài để giúp chứa dung dịch để hoàn nguyên cái nguyên liệu trong cái hệ thống này, để giúp cái nguyên liệu này nó hoạt động được tốt nhất. Thì nước sau khi mà qua cái bình lọc này
thì sẽ được chứa vào trong bồn chứa trung chuyển trung gian. Bồn chứa trung gian là bồn chứa đệm vừa đảm bảo được công suất, vừa có tính chất là lắng cái nước và ổn định tính chất nước. Thì sau khi qua bồn chứa trung gian thì lúc này á sẽ dùng bơm hút đẩy qua cái hệ thống lọc cặn thứ cấp. Đây là lọc cặn thứ cấp. Thì tính chất của hệ thống lọc cặn này thì nó sẽ đứng phía sau của lọc cặn kia, và nó giúp cho cái việc mà hệ thống mình an toàn hơn, và nó loại bỏ được cái cặn tạp chất, nó giúp cho cái hệ thống mình nó là luôn luôn duy trì với một công suất tốt và đảm bảo cho hệ thống nó sạch sẽ lâu dài. Sau khi qua lọc cặn thứ cấp thì qua bơm cao áp RO và đẩy qua các màn lọc RO của Mỹ. Các màn lọc này là sản xuất tại Mỹ, chất lượng cao. Nó sẽ loại bỏ được kim loại nặng và vi khuẩn virus ra ngoài. Tạp chất cặn cái rồi đó, nó loại bỏ qua đây. Và định kỳ thì chúng ta sẽ xúc rửa màn lọc RO. Rồi nước sau khi mà qua màn lọc RO là có thể uống được ngay rồi. Nó đã đảm bảo, nó đã sạch, nó đã an toàn, nó loại bỏ hoàn toàn kim loại nặng ra ngoài rồi. Thì qua đây có thể uống được. Tuy nhiên thì nước đây quy ba tư vấn là lắp đặt đèn chiếu UV diệt khuẩn bằng tia UV. Thiết bị này chiếu đèn diệt vi khuẩn có trong nước, tăng cường xử lý khuẩn vi sinh, vi khuẩn virus để làm sao nguồn nước của mình nó sạch sẽ và nó an toàn. Và sau đó thì đi qua cái thiết bị điều tiết vị nước để cái nguồn nước của mình nó ngon, nó ngọt và dễ uống thì sẽ qua thiết bị này. Và sau đó nữa thì qua cái hệ thống lọc khuẩn nữa, tăng cường thêm lọc khuẩn một lần nữa để nó đảm bảo cái chất lượng nước và đi vào trong bồn chứa thành phẩm. Từ bồn chứa thành phẩm thì mới đưa ra hệ thống chiết xuất. Thì trong hệ thống chiết xuất thì lại có chiếu đèn UV để diệt khuẩn trong môi trường. Thì đây là một cái hệ thống máy khép kín hoàn toàn. Và bên cạnh đó thì hệ thống này cũng có máy ozone để diệt khuẩn, tiệt trùng nguồn nước có trong bồn chứa này. Thì khi nào mà sản xuất máy lọc nước chạy vô đây thì máy ozone sẽ hoạt động và nó sẽ tạo ra cái khí O3. Và cái này nó sẽ giúp cho tiệt trùng nguồn nước trong bồn nước. Thì đó là chức năng của một hệ thống. WIPA thiết kế hệ thống này dựa trên tính chất nước đầu vào đã được xét nghiệm và đưa ra giải pháp quy trình, thì nước chắc chắn sẽ đảm bảo và sẽ được ngon hơn. Bên cạnh một cái hệ thống lọc nước hiện đại như kia, ông đã giới thiệu cho các cô chú biết là có một cái hệ thống quy trình như vậy. Thì bên cạnh đó thì có một cái máy rửa bình tự động. Thì cái máy rửa bình này á, nó sẽ giúp cho cái việc rửa bình được sạch hơn và chúng ta tiết kiệm bớt thời gian, và nó sử dụng công nghệ hơn so với cái việc thủ công. Thì đây là một máy rửa bình. Chức năng của máy này thì chúng ta rửa là rửa bằng dung dịch chlorin B hoặc là B33, là mình sẽ rửa bằng cái dung dịch ở đây để nó kháng khuẩn, nó khử khuẩn trước, và sau đó chúng ta mới đưa qua trong cái bình rửa sạch. Thì ở đây thì cái chức năng của nó là rửa đáy, là rửa ngoài, rửa trong, rửa cổ, rửa thân, trong ngoài và rửa sạch hết. Thì đây là một cái máy rửa bình tự động. Đây là một máy rửa bình tự động. Thì em Chiến cũng đã lựa chọn một cái sản phẩm để đáp ứng được cái công việc sản xuất một cái nhà máy nước, để tăng cường cho cái việc sản xuất và sạch sẽ và an toàn hơn. Một cái nhà máy thì sẽ những cái phòng sạch như thế này. Thì đây là cái phòng ốp ráo được rất là sạch sẽ, làm bằng nhôm kính. Trong phòng ốp ráo thì sẽ chứa các vỏ bình mà đã thu hồi về hoặc là vẫn vỏ bình mới đã rửa sạch sẽ để ráo nước. Và trong này thì có chiếu đèn UV để tiệt trùng, diệt khuẩn trong cái môi trường không khí này. Thì đây là phòng sạch. Thì khi sản xuất thì nhân viên sẽ mang giày sản xuất, mặc áo bảo hộ và đeo găng tay để vào trong cái phòng này, rất là sạch sẽ. Và đây là cái phòng thay đồ. Phòng thay đồ là trước khi mình đi vào sản xuất thì nhân viên sẽ vào đây rửa tay, thay găng tay, thay đồng phục và thay giày ủng, mang đồ sạch, đeo khẩu trang và mũ chụp đầu để tiến hành đi ra bên ngoài sản xuất. Thì đây là cái khu vực mình ra sản xuất đây. Trước khi sản xuất thì có chiếu đèn diệt khuẩn để diệt vi khuẩn có trong cái phòng máy, có trong cái môi trường sản xuất, thì nó đảm bảo tăng cường cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì đây cũng luôn luôn chiếu đèn trước khi mình sản xuất. Rồi phòng ốc thì sạch sẽ và được nâng cao. Đây là một cái máy chiết chai 24 chai bán thủ công. Thì chúng ta chỉ cần nhấn nút thì hệ thống sẽ tự chiết. Mình đưa 24 chai vào đây bằng cái khay. Thì phòng này đó, cái chiếc lót là mình sẽ đóng cửa lại, đảm bảo cái tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, không mở cửa ra. Và mình chỉ cần bỏ vào đây thôi thì nó sẽ tráng, nó tự động nó tráng, mình không cần phải giữ gì hết đó.
Thì khi mà mình tráng mình thấy nó đủ rồi á, mình lấy ra ngoài. À, mình làm ở đây đó là mình làm tăng cường so với ngày trước, cho nên chúng ta thiết kế làm sao cho hệ thống máy nó chạy một cái nó vừa kết hợp phần điện và vừa kết hợp phần cơ, thì gia tăng được cái việc sản xuất. Và mình tráng ở đây nó rất là sạch, và bình nó giống như mình uống nước vậy đó, mình phải tráng ly trước khi mình uống. Thì ở đây cũng vậy, sản xuất phơi khô ấp ráo xong chúng ta qua tráng và chiết lót, thì nó đúng quy trình của y tế, thì lúc đó mình sản xuất nó rất là hợp lý và rất an toàn. Thì ở đây mình chiết lót, mình đưa hai bình và chỉ cần nhấn nút là nó tự chiết đó. Nó rất sạch sẽ và rất an toàn, và chúng ta không can thiệp gì bằng tay gì ở đây nữa hết. À, nó chỉ để đó, nó tự chạy, chạy đầy xong nó tự ngắt. À, thì đó là một cái phương án mà Quy Ba đã tư vấn thiết kế cho em Chiến để nâng cao cái việc sản xuất, và nó hạn chế tiếp xúc bằng tay chân, thì cái nước của mình nó sẽ an toàn hơn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những video chia sẻ của Quy Ba. Quý khách hàng đang cần tư vấn mở xưởng sản xuất nước đóng bình, đóng chai, liên hệ ngay Quy Ba tư vấn nhanh chóng. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube của Quy Ba để có thể xem được nhiều video chia sẻ nhanh nhất từ Quy Ba.